Liên quan đến việc thời gian gần đây hoa sữa nở quá nhiều ở Hà Nội khiến người dân ngột ngạt, khó chịu, thậm chí mắc bệnh hô hấp, nhiều người dân đã kiến nghị thành phố nên tỉa, chặt bớt cây hoa sữa hiện được trồng quá dày đặc trên một số tuyến phố. Trước kiến nghị này, đại diện công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cho biết việc này phải được sự đồng ý của thành phố Hà Nội. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, ông Vũ Kiên Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội, đơn vị phụ trách quản lý cây xanh ở thủ đô cho biết, những năm gần đây cây hoa sữa không được chọn trồng, hầu hết những cây hoa sữa trên các tuyến phố Hà Nội hiện nay là được trồng từ nhiều năm về trước. Dù gây ra nhiều bất tiện nhưng muốn chặt bớt cây hoa sữa thì cần phải được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thành phố hiện cũng chưa có chủ trương thay thế toàn bộ cây hoa sữa mà phải thay thế dần theo năm để đảm bảo bóng mát. Một số chuyên gia cũng ủng hộ việc chặt bớt cây hoa sữa trong nội đô chỉ nên duy trì khoảng 100 đến 200 mét thì có một cây. Ngoài ra có thể dùng hóa chất để phun cho rụng hết hoa trước khi nở. Phương pháp này tuy tốn công nhưng có thể giữ lại bóng mát.